Đang di chuyển trên đại lộ Thăng Long, chiếc xe giường nằm chở theo 40 khách bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tất cả hành khách kịp tháo chạy, nhưng chiếc xe thì bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 11 Công an thành phố Hà Nội, vào khoảng 15 giờ chiều qua, xe khách giường nằm tuyến Phú Thọ Hải Phòng lưu thông trên đại lộ Thăng Long hướng vào trung tâm thành phố Hà Nội. Khi đến đoạn qua địa phận huyện Hoài Đức thì xe bốc cháy dữ dội. Phát hiện cháy, hành khách hô hoán tài xế dừng xe và nhanh chóng thoát ra ngoài. Ngọn lửa bùng lên từ phía đuôi xe rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng điều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa và điều tiết giao thông. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường, chiếc xe khách bị thiêu rụi chỉ còn trơ khung. Rất may là toàn bộ khách trên xe đều an toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.